Có cái dấu hiệu này chứng tỏ bạn đã nhận được mức lương thấp hơn so với thị trường. Mình đã nói chuyện với rất nhiều HR để rút ra được cái bí mật này đó. Dấu hiệu đầu tiên, khối lượng công việc tăng, hiệu quả làm việc cũng tăng, nhưng lương thì không tăng. Mặc dù chính sách tăng lương định kỳ vẫn được áp dụng, nhưng thu nhập hiện tại của bạn so với ban đầu không thay đổi quá nhiều. Thứ hai, đóng góp của bạn luôn bị đánh giá thấp trong tất cả các buổi review kết quả công việc. Mặc dù bạn cảm thấy kết quả của mình đáng được công nhận hơn thế, có thể sếp đã không nhìn thấy toàn bộ quá trình làm việc của bạn. Thứ ba, kiểm tra xem mức lương của bạn có đang thấp hơn mức lương tiêu chuẩn trong ngành hay không bằng cách nghiên cứu thị trường và trao đổi với đồng nghiệp, bạn bè cùng ngành về mức lương của họ chẳng hạn. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đi phỏng vấn thử ở các công ty khác để biết được chính xác hơn về mức lương đúng với năng lực hiện tại của mình.